Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết và trời có nắng từ sớm, kéo dài đến chiều. Nên nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ tăng lên mức nhiệt 24 đến 26 độ. Còn với các tỉnh thành khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ là từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn, trời nắng như là mùa hè. Ban ngày nắng ấm là thế, nhưng về tối và đêm trời vẫn rét ở vùng núi. Nhiệt độ tại đây dao động từ 17 đến 19 độ và se lạnh ở tại vùng đồng bằng. Vì thế mà người dân vẫn cần phải cẩn trọng trang bị cho mình những chiếc áo khoác ấm để bảo vệ sức khỏe. Cùng chung xu thế với miền Bắc, tại thủ đô Hà Nội trời cũng có nắng nhiều trong trưa chiều nay, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt quanh mức nhiệt độ là 26 độ. Sau đó về thời điểm buổi tối, trời giảm về mức nhiệt 22 đến 23 độ, se lạnh. Nhìn chung thời tiết khô ráo thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân nơi đây. Với các tỉnh thành miền Trung, không chịu tác động của hình thế gây mưa nào nên trời khô ráo và có nắng nhiều. Cao nhất vào lúc trưa chiều có thể đạt đến mức nhiệt là 24 đến 27 độ cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời gian nắng nhiều hơn và cường độ mạnh hơn nên nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng nằm ở phía nam đèo Hải Vân nên trời cũng có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất ngày vì thế có thể đạt mức nhiệt 27 đến 28 độ. Sau đó đến buổi tối nhờ vào những cơn gió biển thì nhiệt độ sẽ hạ về quanh mức nhiệt là 23 đến 24 độ. Tiết trời dịu mát. Ở tại khu vực phía nam, các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày đặc trưng mùa khô nơi đây với trời không mưa và thời gian nắng trong ngày kéo dài. Nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều nay tại khu vực Tây Nguyên sẽ nhích nhẹ lên mức nhiệt độ 28 đến 30 độ. Thậm chí ở tại các tỉnh thành của khu vực Nam Bộ nhiệt độ còn cao hơn, phổ biến là từ 32 đến 33 độ. Và đây cũng là mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh trong trưa chiều nay. Đi cùng với hiệu ứng đô thị nên tạo cảm giác oi nóng cho mọi người. Và phải đến thời điểm buổi tối thì bầu không khí mới mát mẻ trở lại khi mà nhiệt độ giảm về dưới mức nhiệt là 26 độ. Và đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày mùng 4 Tết của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.